Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay hai anh em mình lại đi thăm bẫy mọi người ạ. Hôm qua thì mình đi khám phá cái con cái thác ở cái con suối đấy thì không đi thăm bẫy được, cho nên là hôm nay hai anh em lại tiếp tục đi thăm. Hôm qua cách một ngày đấy, bây giờ hai anh em lại tiếp tục đi thăm bẫy xem có được gì không để về làm trưa. Cái này bấy mấy ngày không dính con gì, bây giờ mình lại chuyển. Đây mọi người ơi, có cái nấm gì nó đẹp, cái nấm này. Ui,
Cái này đất còn ướt lắm mọi người ạ. Chắc là mình sẽ để hai cái luống này cho nắng nó phơi khô, xong mình mới nặn cho nó mịn như kiểu cái này thì mình trồng nó mới dễ. Còn cái này nó đất nó còn ẩm, nó là thấp hơn, đất ẩm quá. Mình sẽ để đây phơi một hai ngày gì đấy khô khô mình mới làm tiếp mọi người. Bây giờ thì mình lấy ít rau thơm về trồng. Cái tí tô giờ mình lấy ít tía tô này đi trồng. Còn cái này thì một tí mình sẽ trồng ở cái tảng đá này. Mình đã trồng xong cái tía tô này nhé. Cái này mình trồng 25 đến 30 phân một gốc không ạ. Thì mình cái lý do mình trồng ở hai bên này thì mình cái tía tô này nó có cái cành nó tán nó khá là rộng, nên là cái phần dưới này mình để gieo rau cải hay là rau gì đấy cho vào trong này đấy thì mới lớn được. Cái rau này ấy thì là cái rau này người ta hay gọi là cái rau rau bà đẻ mọi người ạ. Cái này cũng là một cái loại lan, địa lan. Sau này mình sẽ đi trồng ở cái tảng đá kia, tại vì cái loại này nó hay ưa những cái chỗ leo leo một tí, cho nên là mình sẽ trồng ở cái chỗ cái hòn đá này, mình sẽ để nó leo ở đấy.
Hôm nay đi thăm bẫy lại không dính một cái gì hết. Anh em mà ăn mỗi bị chuối. Mọi người, hôm nay mình phát hiện ra một cái tổ chim mọi người. Bây giờ mình sẽ đi cho cả nhà xem nhé. Không biết là con chim mẹ nó còn đây không? Con chim mẹ vẫn ở đây mọi người. Đây cái tổ của nó này. Đây cái tổ của nó nhé, nó con chim mẹ đang ở trong kia nhé. Bây giờ mình sẽ nuôi nở xong là mình sẽ hỗ trợ nó.